nó liền lên. Đây cũng là phở ngươi phá thử rồi, thấy không? Hiểu ý không? Đốt giấy nè, đó. Đó, thì cái phở này cũng là phở ngươi phá một cái đinh sắt vô cái dung dịch đồng phương pháp nha. Thì cái phở này cũng là phở ngươi xóa khử, nhưng mà nó là ô xóa khử như thế nào á, để đợi chút xíu nữa mới thấy. Còn ban đầu đinh sắt có màu gì? À, nếu mình trà sạch thì nó màu trắng xám hoặc là màu đen đi, được đây. Mình chưa trà sạch thì có màu đen nha. Hai, à, mình thở ra CO2 nha. Nhưng mà cây này có nhiệm vụ hấp thụ CO2, có nước nè, có nước đi lên cây, cái lá của nó được hiện tượng mau dần đúng không? Hiện tượng mau dần đi lên. Trong lá có chất diệp lục đúng không? Thì CO2 có nước, có protein và chất diệp lục ha, tạo ra tinh bột. Cái phản ứng người ta gọi là phản oxy hóa khử. Bây giờ tất nhiên là chúng ta sẽ không biết phản oxy hóa khử là gì đúng không? Nhưng mà những cái xung quanh ta, những cái phản ứng mình hay thường biết, những cái phản ứng xung quanh chúng ta nè. Đó. Vậy ví dụ nha, đây, cái hiện tượng bình thường nè. Mình bật cái hộp quẹt này không, nó cháy lên nè. Cái hộp quẹt này nó cháy không nè. Đó. Thì cái này là do cái khí trong này nó đốt bằng oxy thì nó cũng làm cái phản oxy hóa khử này. Đây, nè, đây nè. Cái này có cái đá lửa, thấy không? Còn ấn xuống là cái nó tác động về hai cái hòn đá với nhau, thấy không? Nó tạo ra cái tia lửa. Và khi ấn cái này nè, thì ga nó đi lên. Thì nó, đây cũng là phở ngưu xóa khử rồi, thấy không? Hiểu ý không? Mình đốt giấy nè, đó. Đó, thì cái phở này cũng là phở ngưu xóa khử. Thầy cho một cái đinh sắt vô cái dung dịch đồng sunfat nha. Thì cái phở này cũng là phở ngưu xóa khử, nhưng mà nó là ô xóa khử như thế nào á? Để đợi chút xíu nữa mới thấy. Còn ban đầu đinh sắt có màu gì? À, nếu mình trà sạch thì nó màu trắng xám hoặc là màu đen đi cũng được đây. Mình chưa trà sạch thì có màu đen nha, nhưng chút xíu chúng ta lấy ra coi nó là sao nha. Rồi đây cái cây nè, cái cây này cũng đang thực hiện phản oxy hóa khử luôn. Đây mình thở ra gì? CO2 đúng rồi, mình thở ra CO2 à, mình thở ra CO2 nha. Nhưng mà cây này có nhiệm vụ hấp thụ CO2, có nước nè, có nước đi lên cây, cái lá của nó bị hiện tượng mau dần đúng không? Hiện tượng mau dần đi lên. Trong lá có chất diệp lục đúng không? Thì CO2 có nước, có chlorophyll là chất diệp lục ha, tạo ra tinh bột và nó lại bơm ngược lại khí oxy cho mình thở đó. Nên là cây cối là vô cùng quan trọng ha. Thì đây cũng là một phản ứng oxy hóa khử luôn. Như vậy là phản ứng oxy hóa khử thì khi tới lớp 10 mình nói thì nó có vẻ như là nó xa lạ, nhưng mà thực ra không, phản ứng oxy hóa khử là phản ứng xảy ra thường nhật trong cuộc sống luôn. Đa phần các phản ứng xảy ra của chúng ta là phản ứng oxy hóa khử ha. Rồi ngay dưới cái chân của con á, nó cũng là cái phản ứng oxy hóa khử. Không phải có bằng chân. Đấy. Đây nè. Ví dụ cái bàn, cái ghế bao giờ người ta cũng bắt đầu mới vô người ta sơn rất là đẹp đúng không? Nhưng mà con ngồi lâu con chà cái chân của con dưới, con thấy nó rỉ sét không? Thì đó, cái hiện tượng rỉ sét đó cũng là cái hiện tượng oxy hóa khử luôn. Thấy không? Đó, cái cửa mình ở ngoài mình sơn rất là đẹp mà lâu ngày nó rỉ sét, cái mái tôn nhà mình nó cũng bị rỉ sét thì đó cũng là phản ứng oxy hóa khử luôn. Hiểu ý không? Nó thậm chí là những cái phản ứng sinh hóa trong cơ thể của mình nó cũng là phản ứng oxy hóa khử. Ok. Nó thì bây giờ là cái phản ứng oxy hóa khử là gì? Rồi thì tại sao lại nói như vậy ha? Thì đầu tiên là chúng ta sẽ có A là quy tắc xác định số oxy hóa. Rồi quy tắc số 1. Quy tắc 1 là gì nè? Đơn chất, số oxy hóa của đơn chất là bằng số 0. Nhưng tuy nhiên thì nhiều bạn là không hiểu đơn chất là gì. Đơn chất là chất được tạo ra bởi một loại nguyên tố. Ví dụ như bây giờ mình nói là kim loại đi, mình nói về kim loại như là đồng. Thì nên là một mình nó đúng không? Có phải là tạo ra từ nguyên tố đồng? Thì đứng một mình như là không. Sắt không, magie không, vân vân. Nói chung là kim loại đứng một mình là không hết. Ok, bây giờ xét phi kim đi, cũng như than trì, carbon là không. Lưu huỳnh, chất bột màu vàng không. Phosphor không. Đó. Được không? Đó là đứng một mình vậy là không. Hoặc bây giờ xét khí nè, ví dụ như thầy nói khí oxy, khí oxy là O2, oxygen đúng không? Tên mới là oxygen. Nhưng mà nó tạo bởi hai nguyên tử oxy đúng không? Hai nguyên tử oxy ghép với nhau. Nhưng mà bởi một loại nguyên tố là nguyên tố oxy thôi. Nên cũng nó cũng gọi là đơn chất. Là không. Đơn chất là không. Ozone là O3 do ba nguyên tử oxy ghép với nhau thì là cũng là không. Thầy hiểu không?
nó là đơn chất. Đơn chất là chất tạo bởi nguyên tố, một nguyên tố. Nitơ N2 cũng chỉ tạo bởi nguyên tố nitơ thôi đúng không? Nên là không. Đó. Clo cũng tạo bởi nguyên tố clo là không. Brom không. Iốt không, vân vân. À, nói chung là tạo bởi cứ một nguyên tố đó thì nó sẽ là không hết. Ok, đồng ý. Rồi ghi cái. Rồi. Quy tắc 2 là như này. Trong hợp chất. Hydrogen là hero đó. Phải biết là hydrogen đúng không? Rồi. Là H đó. Có số oxy hóa là cộng 1. Nhớ là trong hợp chất nha. Trong hợp chất là chất tạo bởi loại nhiều loại nguyên tố. Hiểu ý không? Rồi. Còn oxygen, tất nhiên là trừ nha, sẽ trừ một số trường hợp như là trừ nè. Một số trường hợp như là hợp chất của hydro với kim loại thì nó sẽ là -1, nhưng tuy nhiên cái này các bạn sẽ không gặp đâu. Không gặp, hầu như là không gặp luôn á, không gặp trong cái đó. Rồi, còn oxygen nha, gọi là oxy đó, là O đó, thì có số oxy hóa là -2. Tất nhiên cũng sẽ trừ một số trường hợp như là OF2. Đó, OF2 thì cái này là trừ, này là +2 nè, hoặc là trong các peroxid là ví dụ như là H2O2 đó, chúng ta hay gọi là nước oxy già đó các bạn, oxy -1, Na2O2, nhưng thông thường cái này các bạn sẽ không gặp nhé, nên cái này sẽ không gặp. Đó. Cứ nhớ là hydro là +1, oxy là -2 là quý rồi. Ok chưa? Nhưng bạn có hiểu là tại sao là oxy ở trên này á, oxy ở trên này nè, nhìn nè, thầy nói là không, mà oxy ở dưới này thầy nói là -2, tại vì ở trên này là đơn chất, còn đây là trong hợp chất. Ví dụ hợp chất là sao? Ví dụ như thầy nói là, ví dụ như thằng là H2O đi. H2O thì cái chất này là tạo bởi hai loại nguyên tố đúng không? Một nguyên tố hydro và nguyên tố oxy đúng không? Nguyên tố là có hai nguyên tố, là nguyên tố hydro, nguyên tố oxy. Nhưng mà với nguyên tố hydro thì mình có hai nguyên tử hydro đúng không? Với nguyên tố oxy thì mình có một nguyên tử oxy, hiểu ý không? Thì trong cái hợp đây là gọi là hợp chất rồi. Thì hydro là +1 này, còn oxy là -2. Số oxy hóa được ghi ở trên đầu và với dấu trước số sau nhé. Dấu trước số sau. Ok không? Dấu phía trước số phía sau khác ion. Ion là số trước dấu sau. Nhớ phân biệt kỹ nha. Quy tắc 3. Rồi bạn thấy nè, bây giờ chúng ta làm toán nha. Nhìn. +1 x 2 là mấy? Là +2. -2 nhân mấy? Nhân 1. -2 nhân cho 1 oxy ấy. Thì tổng nó bằng mấy? Bằng 0, đúng rồi. Thì chúng ta sẽ có quy tắc 3 thế này. Tổng số oxy hóa trong phân tử bằng 0. Nha. Tổng số oxy hóa đó, trong phân tử là bằng không, được không? Rồi, thầy cho một bạn một ví dụ đi. Thầy cho bạn ví dụ này. Ví dụ bây giờ thầy xét phân tử HCl, nhìn. Và khi mà chúng ta bí số oxy hóa của một nguyên tố nào đó thì thông thường chúng ta sẽ đưa về hợp chất với hydro. Tại sao? Vì hydro đơn giản là trong hợp chất nó sẽ là cộng mấy? +1. Hydro là +1 nha, giờ bạn nhẩm đi. Làm sao mà tổng số oxy hóa này bằng 0 thì clo nó phải là mấy? Phát biểu. Bao nhiêu? Nói đại. -1 đúng rồi. Thì tổng nó bằng 0 chưa? Được không? Được không? Rồi, bây giờ thầy nói tiếp. Ví dụ như thầy xét H2S đi. Đó. Hydro là mặc định là trong hợp chất là mấy? +1. Thế +1 x 2 là +2 đúng không? Thì cái sunfua của mình nó phải bao nhiêu này? -2. Rất là dễ nhẩm ra đúng không? Được không? Nói không? Ok, từ. -2. Rồi, khó hơn chút xíu đi. Thầy nói HNO3 nha. HNO3 nhìn kỹ nha. Hydro là +1 nè. Oxy là -2 nè.
trừ 2 nhân 3 là trừ 6. Hydro thì cộng 1 rồi. Cộng 1 nhân 1 vẫn là cộng 1. Vậy nitơ này bao nhiêu? Nitơ này phải bao nhiêu để tổng số oxy hóa trong H2O3 bằng 0? Nói. Sao lại cộng 6? Trừ 2 nhân 3 này là trừ 6. Mà hydro là cộng 1 rồi. Vậy nitơ là bao nhiêu? Cộng 5. Đúng không? Nói không? Được không? Trừ 2 nhân 3 trừ 6. Số oxy hóa của hydro là cộng 1. Bây giờ số hóa của nitơ là x đi. Bây giờ đặt cái này là ít nha, đặt cái này là ít nha. Đặt cái này là ít nha. Tổng là sao? Cộng 1 nè, nhân 1 tại vì có 1 hydro. Cộng ít nhân 1 nè, tại vì có 1 nitơ. Cộng cho trừ 2 nhân 3. Trừ 2 là của oxy và có 3 oxy. Phải bằng 0 đúng không? Thì con sẽ giải ít bằng mấy? Ít bằng 5. 5 là dấu dương gì nữa. Thì phải ít là phải cộng 5 không? Trời quá nhẩm, cộng 5, cộng 1 với cộng 5 là cộng 6. Trừ 2 nhân 3 là trừ 6 thì tổng mới bằng 0 được chứ. Quá tệ, quá tệ. Rồi, tương tự thầy nói cho H2SO4. Rồi, nào H2SO4 nè. Hydro là mấy nè? Cộng 1 nè, oxy là trừ mấy nè? Rồi đoán theo lưu huỳnh bao nhiêu? Sunfua. Nói. Bao nhiêu? 6. Cộng mấy? Đúng rồi, nó là cộng 6. Nhìn, thằng ganh này. X nè. Cộng 1 nhân 2. Có 2H. Cộng X nhân 1, tại vì có 1 lưu huỳnh thôi đúng không? Cộng cho trừ 2 nhân 4 đúng không? Bằng 0, thì X có phải giá bằng 6 không? Bằng 6 là dấu dương đúng không? Thế là cộng 6. Lưu huỳnh cho này là cộng 6. Được chưa? Ok, đó là quy tắc thứ 3. Rồi ghi. Đó là đại số thôi mà. Tổng số oxy hóa trong một phân tử phải bằng 0. Quy tắc 4 nè. Quy tắc 4 là đây. Thì quy tắc 4 ngày hôm nay chúng ta chưa có xài nha các bạn. Rồi. Nghe. Nhìn. Tổng số oxy hóa trong ion, trong một cái ion nha. Ion thì có thể dương hoặc âm. Thì bằng điện tích của ion đó, điện tích của ion đó. Rồi các bạn cứ ghi đấy, để lại đó, bữa sau mình sẽ làm. Tổng số oxy hóa trong một ion thì bằng điện tích của ion. Dạng 1 là dạng loại không có môi trường. Không có môi trường là sao mà có môi trường là sao ha. Để chút xíu mình sẽ nói. Giờ đây. Bây giờ phản ứng số 1 nè. Phản ứng số 1 thầy cho là carbon tác dụng với acid nitric. Thì bây giờ do các bạn là chưa học tính chất hóa học của carbon, chưa học tính bài H2O3 luôn, nên là bắt buộc là người ta phải cho sản phẩm. Nè, người ta cho sản phẩm ở đây. Không có khí CO2, khí NO2 và tất nhiên là có nước. Còn sau này chúng ta học cái tính chất rồi á thì người ta không cho sản phẩm nữa, mình phải tự biết ghi sản phẩm ra. Chưa đâu nha. Muốn ghi được cái nó có thể là tiến tới lớp 11, 12 các bạn mới ghi được, tại vì tôi đó mới học mà. Được chưa? Rồi. Bây giờ bước 1 nè. Khi chúng ta nhìn một cái phản ứng oxy hóa này. Đại được không? Thì bước 1 là phải xác định nguyên tố mà có sự thay đổi số oxy hóa. Bây giờ mình nói thẳng cho cái này luôn. Hydro nó có nằm trong hợp chất không? Thì nó là cộng 1 đúng không? Hydro nó có nằm trong hợp chất không? Thì cũng là cộng 1 luôn. Nhưng mà chắc chắn là nguyên tố hydrogen ở đây không thay đổi số oxy hóa rồi đó. Không thay đổi đúng không? Cũng là cộng 1 trước sau. Hiểu. Oxy này có nằm trong hợp chất không? Có. Nó là trừ 2 đúng không? Oxy này cũng nằm trong hợp chất, cũng là trừ 2. Oxy này cũng nằm trong hợp chất đúng không? Là trừ 2. Và oxy này cũng nằm trong hợp chất là trừ 2 đúng không? Vậy chắc chắn hydrogen và oxygen ở đây sẽ không thay đổi số oxy hóa. Vậy mình không cần xác định số oxy hóa của nó. Không cần ghi số oxy hóa của nó. Ghi cũng được nhưng nó sẽ rối cái bài của mình, nhìn dễ bị nhầm. Hiểu ý không? Rồi, bây giờ thầy nói nè. Carbon
xác định theo quy tắc số 1, carbon có phải là đơn chất không? Đơn chất là không, chắc chắn là không, không này. Rồi ok nha. Carbon là nằm trong hợp chất đúng không? Thì các bạn phải áp dụng quy tắc 3. Áp dụng quy tắc 3 này, CO2 là phân tử CO2 phải không? Và tổng số oxy hóa trong phân tử phải bằng mấy? Bằng 0. Tổng số oxy hóa trong một cái phân tử phải bằng 0 đúng không? Rồi, oxy trong hợp chất là -2, vậy bạn sẽ tính được xem là cái carbon của chúng ta sẽ là bao nhiêu. CO2 nhạy bén lên một chút, đặt là ít đi. Ít nhân 1 đúng không? Tại vì có một carbon thôi đúng không? Cộng cho -2 nhân 2 đúng không? Phải bằng 0 đúng không? Vì ít bằng mấy? Bằng 4. 4 là số dương hay không? Dương thì là cộng 4. Hiểu không? Vậy là thầy ghi ở đây carbon cộng 4 nha. Rồi thầy xóa thằng này đi nha, tại nó không thay đổi mà. Vậy ghi carbon cộng 4. Sau này phải nhanh lên, số oxy hóa xác định phải nhanh. Hiểu chứ? Được nổi không? Rồi tương tự nè. Hydro chỗ này là cộng 1, oxy là -2. Vậy nitơ chỗ này phải mấy? Nitơ phải cộng? Cộng 5. Có hiểu cách xác định không? Được không? Cái đó là phải hiểu rõ nha. Cộng 5. Rồi, nitơ là cộng 5. Oxy là -2 nè, vậy nitơ này phải cộng mấy? Đúng rồi, nitơ phải cộng 4, -2 nhân 2 là -4, vì nitơ phải là cộng 4 đúng không? Để tổng số oxy hóa trong phân tử bằng 0. Đó là quy tắc 2 và quy tắc 3, gộp lại nó như vậy. Ok, được, vậy ghi cộng 4. Rồi, các bạn ghi phương trình xong, các bạn ghi bước 1 đó là đó, bước 1 đã làm xong, đó là xác định số oxy hóa của các nguyên tố có sự thay đổi. Rồi, làm đi. Bây giờ tiếp nè, bước tiếp theo nè. Nhìn lên. Bây giờ ghi nhé. Carbon này, carbon là 0 đúng không? Ban đầu là 0. Phía sau carbon là mấy nào? Là ghi cả CO2 luôn cũng được. Hoặc là ghi carbon cộng 4 cũng được. Ghi carbon là cộng 4 nè. Nguyên tắc: lấy số lớn trừ số nhỏ bằng kết quả 4 trừ 0 là 4 đúng không? Số lớn là số 4. 0 với 4 thì số nào lớn hơn? 4 lớn hơn thì 4 trừ 0 là mấy? Là 4. Lấy số lớn trừ số nhỏ bằng kết quả là số 4 đúng không? Và luôn viết kết quả về bên phía số lớn. 4 trừ 0 là 4, kết quả là số 4. Và viết kết quả 4 đó về bên phía còn số lớn và thêm chữ E vô. Cái là mình hiểu là carbon đã cho đi 4 electron. Và cái chất mình để ý kỹ này, nhìn đây tiếp từ từ. Cái chất mà nó đang từ 0, nó tăng lên cộng 4, nó là tăng số oxy hóa lên đúng không? Một cái chất mà tăng số lên, tăng từ thấp tăng lên cao, thì cái chất đó người ta gọi là nó là chất khử. Người ta định nghĩa cho nó là chất khử nha. Chất khử. Thì các bạn quan sát thấy mà một cái chất mà nó đang từ thấp nó tăng lên cao, từ 0 tăng lên cộng 4 này, thì chất đó đều gọi là chất khử hết. Số oxy hóa tăng lên đều gọi là chất khử. Ha? Hoặc là chất khử là chất đã cho đi electron. Carbon này đã cho đi 4 electron. Người ta gọi là khử cho, có nghĩa là cho đi e đó. Được không? Rồi tiếp tục từ từ, khoan. Hiểu về chất khử chưa? Chất khử là chất cho đi e. Hay nói nôm na là chất khử là chất có số oxy hóa tăng lên. Từ 0 lên 4 là tăng lên gì? Hiểu không? Đấy. Rồi, như vậy. Nhưng mà cái quá trình mà nó cho đi e đó thì gọi là quá trình oxy hóa. Có nghĩa là ngược lại với định nghĩa về chất là quá trình oxy hóa. Hoặc là sự oxy hóa. Rồi, các bạn ghi cho rõ ràng cho thầy nha. Quá trình hoặc là sự oxy hóa là như nhau. Giờ nitơ thì sao? Nhìn nè, nhìn. Không được buồn ngủ, không được gật gù. Nhắm mắt phải là mất gốc liền. Bây giờ thầy ghi nitơ cộng 5 nha. Đó, ban đầu là có nitơ cộng 5 nha. Cộng 5 ngày ban đầu, thấy không? Được không? Phía sau nó thành nitơ cộng mấy nè? Cộng 4 nè, thầy ghi N cộng 4 nha. Cái ban đầu thầy giải thích như các bạn, mà sau này phải viết cả NO2 luôn. Nhưng mọi người chưa quen. Được không? Việc xác định số oxy hóa trên ok rồi. Bây giờ với cái này ra. 5 trừ 4 là mấy? Số lớn, 5 trừ 4 là 1. Kết quả là con số 1 đúng không? Và viết về bên đâu? Số lớn số mấy? Đúng rồi, viết số 1. Đúng rồi. Cộng 1 E là nhận E đúng không? Mình thấy nè. Cái chất này đang từ cộng 5 đúng không? Nó giảm xuống. 5 nó giảm xuống 4 kìa. Một cái chất mà số oxy hóa giảm xuống thì đó là chất oxy hóa. Định nghĩa là chất oxy hóa ha. Đó là định nghĩa không thắc mắc. Định nghĩa không thắc mắc.
và cái chất mà giảm số oxy hóa xuống, người ta gọi là chất oxy hóa. Nhớ kỹ nhé, 50-50 không được phép lộn nhé. Cái này xuống đây, cái này đây là không. Nhớ kỹ hết nha. Rồi bây giờ từ từ, cái này dễ bị nhầm nè. Chất oxy hóa thì quá trình mà nhận E thì ngược lại nha, là quá trình khử, quá trình ngược lại với chất nha. Quá trình khử hoặc là sự khử, bạn phải ghi thật nhiều nó mới không quên được. Không là sai đấy. Chất oxy hóa thì quá trình mà nhận E vào gọi là quá trình khử hoặc là sự khử. Để đúng cho mọi cái phương trình phản ứng và tránh trường hợp là ra một con số mà nó không phải là tối giản nha, thì các bạn sẽ làm như sau. Nhìn cái số 4 này vô cùng quan trọng. Cái số 4, số 1 này vô cùng quan trọng. Bây giờ nè, ông ở trên cho mấy E? 4E. Mà ông ở dưới có nhận có 1E, vậy là không được nha. Số electron cho phải bằng số electron nhận. Mà ở trên là cho 4, mà ở dưới mới nhận 1 là không bằng nhau. Đúng không? Thì cái bước thứ 3 nè, nghe, nhân hệ số sao cho. Số E cho bằng số E nhận. Nhưng mà nhân ở đây nó phải ra một con số tối giản. Thì ở đây mình sẽ để dấu nhân trước. Dấu nhân. Bây giờ để tránh trường hợp, những trường hợp khác thì như sau, bạn ghi này. Nhìn, có số 4 không? Ghi số 4. Có số 1 không? Ghi số 1. Và hai cái này chia nhau tối giản chưa? 4 chia 1 bằng 4 chia 1 có tối giản chưa? Tối giản rồi đúng không? Tối giản chưa? Rồi, ý là sao? Là có 4 thì bạn sẽ nhân chéo cho 1. Không được ngủ gật nha, không được ngủ gật. Có 4 thì nhân chéo cho 1. Đây là có 4 rồi đúng không? Thì nhân cho 1 này. Có 1 này thì nhân cho mấy? Nhân cho 4, đúng rồi. Như thế là sẽ luôn đúng. Vì thế này nhìn nhau nha. 4 nhân 1 là 4E. Nhận 4E. 1 nhân 4 là 1 cho 4E bằng nhau. Vậy là số electron cho bằng số electron nhận chưa? Rồi đúng rồi, ok nhanh đi. Vì động tác đơn giản như vậy thôi, nhưng các bạn phải hiểu nha. Thì sau tránh trường hợp như đây là, đây là 10 năm các bạn vẫn ghi nhân cho 5 cho 10 là không được. Vậy 10 năm tối giản là mấy? 21, đúng rồi nha. Chút xíu bắt gặp. Đi chưa? Hiểu chưa? Rồi. Xóa nha. Rồi bước cuối cùng. Bước cuối cùng. Bước cuối cùng. Viết lại phương trình giúp thầy cái. Viết lại phương trình xuống dưới. Không được lười nha. Không được lười ghi lên trên. Viết lại. Viết lại cái phương trình giúp thầy cái. Rồi. Viết lại số oxy hóa của những cái nguyên tố thay đổi. 0 cộng 5 cộng 4 cộng 4. Rồi bây giờ bắt đầu này, nhìn này, đặt hệ số vào phương trình này. Bước cuối cùng đó là đặt hệ số vào phương trình. Bây giờ đếm nha, nhìn cái động tác tay của tôi nè. Lấy cái số này nè. Lấy số ngoài cùng, cái số nó quan trọng. 1C0 có nghĩa là 1 carbon 0 á. 1 nhân vào là 1 carbon 0, hiểu không? 1 chấm cái nè. Đừng ghi số 1. 1 carbon 0 được không? Được không? 1 carbon cộng 4 nè, nhân vô đúng cái hàng của nó. 1 carbon cộng 4 nè, 1 carbon cộng 4, ok chấm cái. Được không? Nhân cái số này. Rồi tiếp tục. 4 nitơ cộng mấy? Nhân vô nè, 4 nitơ cộng mấy? 4 nitơ cộng 5, rồi điểm ở đây 4 nitơ cộng 5 nè. 4 nitơ cộng mấy? Nhân vào 4 nitơ cộng 4 nè. Vậy đây là 4 nitơ cộng 4, được chưa? Rồi, quá trình mình gần hoàn tất rồi này. Tất cả những cái số đã nhân rồi này là không được phép đụng vô nữa. Không được phép đụng vô nữa. Đã nhân rồi là không được đụng vô. Bây giờ quan sát này, hydro. Bên trái có bao nhiêu H? 4H. Vậy bao nhiêu nước để H bằng nhau? Đúng rồi, hai nước là H sẽ bằng nhau này. 2 x 2 là 4H này. Bằng nhau chưa? Được không? Rồi kiểm tra oxy, tất nhiên oxy nó sẽ tự bằng, bạn cộng thử coi, 2 này, 8, 10 này, 12, 12 oxy, bên này 4 x 3, 12 oxy bằng nhau, vậy là phương trình mình đã được cân bằng xong. Rồi, các bạn ghi nhé. Hôm bữa có bon trước các bạn. Rồi, bây giờ số 1 nè. Đồng nha, cộng với HNO3, đó, bằng nè. Bây giờ người ta cho sản phẩm à, NO3 hai lần. Còn khi bạn học lớp 11 rồi người ta không cho sản phẩm, đâu phải tự biết đấy. NO là có mũi tên là khí thì kể này nhá.
Rồi bây giờ nè. Rồi bây giờ thầy nói nè. Đồng là mấy? Mạnh mẽ thì sai bỏ. Quy tắc 1. Không, đơn chất này. Đơn chất này. Được không? Nó là đơn chất nè, quy tắc 1. Quên thì dở quy tắc 1. Bằng 0, nói quy tắc 1 là đủ hiểu rồi. Ok. Rồi bây giờ nè. Trong HNO3, nói lại nhanh, hydro là cộng 1, oxy là -2, thì nitơ phải cộng mấy nói? Cộng 5 nhé. Nitơ là cộng 5 nhé, để tổng số oxy hóa bằng mấy? Để tổng số oxy hóa trong một phân tử bằng mấy? Bằng 0, quy tắc 3, tổng số oxy hóa trong một phân tử phải bằng 0. -2 nhân 3 là -6. Đúng chưa? Hydro là cộng 1 thì nitơ này phải là cộng 5 này. Còn không thì đặt x lại như hồi nãy đó thì nó cũng là cộng 5. Y chang như bên kia HNO3 trong nitơ là cộng 5 thì cái này cũng là cộng 5. Và quy tắc là do quy tắc 3. Có cần thầy làm một lần nữa không? Không cái gì làm lại một lần nữa này. Cộng 1 là của hydro có 1 H đúng không? Nitơ chưa biết là x nhân cho 1 vì có 1 nitơ được không? Cộng cho -2 là của oxy mà có 3 oxy, tổng số oxy hóa phân tử bằng 0 thì giải được x bằng 5 đúng không? Bấm máy thôi, cái này nhầm cũng được, bấm máy gì? Vì nitơ là cộng 5 được chưa? Rồi thầy sẽ xóa cái hydro và oxy đi tại vì này cộng 5 này. Rồi. Ok. Bây giờ đồng trong này là bao nhiêu? Thì có hai cách nói chuyện. Cách nói chuyện đơn giản là đồng hóa trị mấy, nếu các bạn nhớ hóa trị. Đồng là hóa trị 2. Đồng là kim loại hay phi kim? Kim loại, đúng rồi. Thì đồng là có hóa trị 2, đồng là kim loại luôn dấu dương. Đó, vậy cho nó nhanh. Còn nếu không các bạn sẽ làm như sau, nhìn nhá. Trong axit nitric, tài hiểu không? Trong axit nitric, hydro là cộng mấy? Hydro là cộng 1 đúng không? Nguyên thằng hydro là cộng 1. Vậy nguyên cái thằng NO3 này phải là bao nhiêu? Đúng rồi, giỏi. Nguyên cái thằng NO3 nó phải là -1 đúng không? Tôi chưa cần biết bên trong là bao nhiêu, mà tổng thằng NO3 này phải là -1. -1 với cộng 1 đấy bằng 0 được. Được không? Ok, bây giờ ghép vô nè. Ghép vô nha. CONO3 tất cả hai lần, nguyên cái thằng này là mấy này? Vừa nói xong. -1 đúng rồi. -1 nhân 2 là mấy? Là -2 thì chả phải đồng là phải cộng 2 à. Thì tổng nó bằng 0. Rồi, bây giờ bên này nè. Bên này oxy là trừ mấy? Oxy là trừ mấy trong hợp chất? -2 và nitơ này phải cộng mấy? Rồi qua đơn giản luôn, vậy bước 1 ta đã xác định xong số oxy hóa của các nguyên tố có sự thay đổi, còn hydro oxy không đổi, con không cần xác định. Ok, rồi ghi. CO đồng nè, từ 0. Được không? Biến thành đồng mấy cộng? Đúng rồi, đồng cộng 2. Nhớ là dấu trước số sau nha. 2 trừ đi 0 là 2, viết số 2 bên phía số lớn, được không các bạn ơi? Chất mà tăng số oxy hóa lên, từ 0 tăng lên đúng không? Là chất gì? Đó. Là chất khử. Chất khử thì thực hiện quá trình gì? Đúng rồi, quá trình oxy hóa hoặc là sự oxy hóa là như nhau nhá. Được chưa? Được không? Tiếp tục. Nitơ đang từ cộng 5 giảm xuống nitơ cộng mấy đây? Cộng 2. 5 trừ 2 là mấy? Lấy số lớn trừ số nhỏ. 5 trừ 2 là 3. Không biết nhỏ mà, viết số 3 bên phía số lớn, được chưa? Nó là chất gì? Ở trên đúng thì dưới sẽ đúng này, các bạn cứ đảo lại. Đúng rồi, là chất oxy hóa. Chất oxy hóa là cái chất mà nó sẽ bị giảm số oxy hóa đi, 5 giảm. Giảm là chất oxy hóa. Ok. Chất oxy hóa thì thực hiện quá trình gì? Quá trình khử, quá trình ngược lại so với chất hay là sự khử.